Du khách người Nga đã được phẫu thuật cấp cứu thành công vì xoắn buồng trứng. Vào lúc 21 h 30 ngày 23 tháng 2, bệnh viện 199 Bộ Công an đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ, du khách nước ngoài có quốc tịch Nga, bà 2 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau quặn hố chậu cháy. Trước đó, bệnh nhân đã khám sức khỏe tại cơ sở khác với chẩn đoán vỡ nang buồng trứng, được kê đơn thuốc và điều trị tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện. Tại đây, bệnh nhân đã được khám và kết hợp làm các xét nghiệm cần thiết. Căn cứ vào các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán đây là một trường hợp xoắn buồng trứng vòi trứng cấp cứu, dịch ổ bụng lượng nhiều, tình trạng của bệnh nhân sẽ trở nên nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời. Bệnh nhân này nhanh chóng được chuyển mổ nội soi cấp cứu. Khi phẫu thuật tiến hành mổ nội soi, quan sát trong ổ bụng thấy buồng trứng vòi trứng trái xoắn ba vòng, buồng trứng sung huyết nâu sẫm, có dấu hiệu hoại tử, dịch ổ bụng ngập tới góc gan. Qua đánh giá của bác sĩ, bệnh nhân có khả năng bảo tồn được buồng trứng nên kíp mổ tiến hành hút dịch, tháo xoắn buồng trứng trái. Các phẫu thuật thực hiện trong khoảng 45 phút. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi hậu phẫu và dự kiến sau 2 ngày sẽ được xuất viện. Ca phẫu thuật thành công mang lại niềm vui cho bệnh nhân vì bảo tồn được buồng trứng, nhất là khi bệnh nhân chưa kết hôn và chưa sinh con lần nào. Bác sĩ chuyên khoa hai trường Quốc Việt cho biết, những trường hợp xoắn do u buồng trứng là không hiếm gặp trên lâm sàng, nhưng bản thân buồng trứng, phần phụ xoắn vào nhau là cực kỳ hiếm gặp. Đặc biệt, trên bệnh nhân này bị xoắn tới 3 vòng. Có thể xem đây là một trong những ca lâm sàng khá kín đáo và hiếm gặp. Vì vậy, việc chẩn đoán đòi hỏi bác sĩ phải có nhiều kinh nghiệm trên lâm sàng cũng như nhận định tốt trên siêu âm. Bác sĩ cũng khuyến cáo, xoắn buồng trứng là một trong những cấp cứu phụ khoa nghiêm trọng. Các chị em không nên chủ quan, đặc biệt là khi có các triệu chứng như đau bụng cấp tính hoặc đau vùng bụng dưới, buồn nôn và nôn mửa, chóng mặt, thậm chí là mất ý thức. Tình trạng này nếu không được chẩn đoán về điều trị kịp thời, xoắn buồng trứng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm nhiễm, hoại tử, phải cắt bỏ buồng trứng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. U nang bùng trứng xoắn là một bệnh chứng mà nhiều người mắc u nang buồng trứng thường gặp. Biến chứng này gây nhiều nguy hiểm khôn lường, cần được nhận biết sớm để tránh những rủi ro có thể gặp phải. Nguyên nhân dẫn đến xoắn u nang buồng trứng. U nang buồng trứng xoắn là tình trạng khối u nang trong buồng trứng bị xoắn lại, đây là một biến chứng thường gặp ở u nang buồng trứng. Thông thường, những u nang có khả năng bị xoắn cao nhất là những u nang có cuống, có trọng lượng vừa phải và không bị dính với các tạng xung quanh. Hiện tượng nang buồng trứng bị xoắn do nhiều nguyên nhân gây ra, nguyên nhân phổ biến nhất là do cử động ổ bụng rỗng và khối u có cuống dài. Những cử động thường ngày như chạy nhảy, hoạt động mạnh khiến cho khối u di chuyển nhiều hơn trong ổ bụng và dễ dẫn đến tình trạng xoắn u. Những phụ nữ vừa sinh xong, tử cung sẽ co lại. Khi đó, ổ bụng trở nên rỗng hơn, làm cho u nang dễ di chuyển và gây xoắn. Những khối u có cuống dài, không dính với những thành phần lân cận sẽ rất dễ bị xoắn. Biểu hiện u nang buồng trứng xoắn U buồng trứng là một bệnh phụ khoa có thể gặp ở mọi lứa tuổi và mọi đối tượng. U nang buồng trứng xoắn là biến chứng của bệnh u nang buồng trứng, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng nên rất khó phát hiện. Tuy nhiên, đa số người bệnh sẽ có các biểu hiện sau: xuất hiện đau bụng dưới, đây là triệu chứng điển hình nhất của xoắn u nang buồng trứng. Bụng dưới đau dữ dội từng cơn, tần suất cơn đau ngày một tăng, lúc đầu 10 phút, sau rút còn 5 phút, 3 phút và còn kèm theo triệu chứng nôn ói, cơn đau mỗi lúc một tăng khiến bệnh nhân phải nhập viện. Biểu hiện chứng bụng, kèm những cơn đau bụng là người bệnh luôn cảm thấy khó chịu vùng bụng, trướng bụng, mặc dù không phải do ăn no buồn tiểu tiểu rắt. Trường hợp u nang to, chèn ép bảng quang khiến người bệnh thường xuyên cảm thấy buồn tiểu, gây ra chứng tiểu rắt hoặc khó tiểu. Táo bón, u nang chèn ép lên trực tràng khiến cho trẻ em bị chứng táo bón, khó đi vệ sinh. Xuất hiện choáng váng, khi phụ nữ mắc u nang buồng trứng xoắn, họ sẽ bị những cơn đau hành hạ khiến cho bản thân mất ăn mất ngủ, người xanh xao mệt mỏi, thường xuyên cảm thấy choáng váng, hoa mắt, vã mồ hôi, mặt tái xanh, có thể bị ngất. U nang buồng trứng xoắn có nguy hiểm không? U nang buồng trứng một khi bị xoắn sẽ gây nguy hiểm cho người bệnh. Nó khiến cho người bệnh thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đớn hành hạ và thường dẫn đến tình trạng nghiêm trọng như suy giảm hoặc mất khả năng sinh sản, tử vong nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời. Khi khối u bị xoắn sẽ khó hoặc không thể trở lại tình trạng như lúc đầu. Tình trạng xoắn để lâu sẽ dẫn đến vỡ u hoặc hoại tử. Lúc này, nếu tình trạng chuyển biến nặng, cần phải cắt bỏ một bên bụng trứng sẽ khiến cho khả năng sinh sản của phụ nữ giảm đi 50% và phụ nữ có nguy cơ bị viêm màng bụng, nhiễm trùng, mất máu, thậm chí là tử vong. Có những trường hợp u nang buồng trứng gây xoắn cả hai bên buồng trứng, người bệnh có thể phải cắt cả hai bên buồng trứng, khả năng sinh sản lúc này sẽ không còn nữa. Điều trị u nang buồng trứng xoắn thế nào? Để tránh những nguy hiểm mà dạng u nang này gây nên với người bệnh, cần phải điều trị xoắn u buồng trứng kịp thời. Nếu u nang xoắn được phát hiện lúc chưa bị vỡ, bác sĩ sẽ làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Đối với u xoắn kèm theo xoắn buồng trứng, việc đầu tiên là bác sĩ sẽ tháo xoắn. Nếu tháo xong, buồng trứng được cung cấp máu trở lại, bắt đầu phục hồi chức năng bình thường, sẽ bảo tồn buồng trứng và cắt bỏ khối u. Còn nếu buồng trứng không thể trở lại như cũ, bị hoại tử thì cần phải thực hiện cắt một bên buồng trứng. Buồng trứng còn lại vẫn thực hiện chức năng sinh sản bình thường. Việc điều trị cho người bệnh sẽ trở nên phức tạp, dễ có nguy cơ dính ruột, nhiễm khuẩn ruột, tắc ruột nếu u nang buồng trứng bị xoắn, đã có biến chứng hoại tử. Lúc này, người bệnh sẽ có nguy cơ tử vong cao. Để tránh tình trạng xoắn u thì chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa thường xuyên, tầm 6 tháng một lần để tầm soát những căn bệnh ở nữ giới nói chung và xoắn u nang buồng trứng nói riêng bên cạnh đó những thói quen lối sống hàng ngày cũng ảnh hưởng khá nhiều đến nguy cơ mắc u buồng trứng xoắn vì thế cần phải thay đổi lối sống để ngăn ngừa tình trạng này bằng cách thực hiện những bài tập thể dục nhẹ nhàng tập yoga đi bộ là những lời khuyên của bác sĩ giúp phụ nữ giảm nguy cơ bị u nang tại buồng trứng Mỗi ngày nên uống từ 2 đến 2,5 lít nước lọc. Điều này giúp thanh lọc cơ thể, giảm nguy cơ bị u nang buồng trứng. Kết hợp với thói quen làm việc khoa học, đan xen những hoạt động giải trí lành mạnh như nghe nhạc, đọc sách, dạo phố để giảm stress, căng thẳng sẽ đẩy lùi căn bệnh u nang buồng trứng. Ăn uống bổ sung vào cơ thể sao cho đầy đủ dưỡng chất, bổ sung những loại thực phẩm có lợi cho phái nữ như các loại rau củ chứa nhiều vitamin khoáng chất, tránh những loại làm giảm hóc môn nữ như thịt đỏ, đồ có cồn, đồ ăn chế biến sẵn, đồ dầu mỡ.